bố mẹ cả bác nhá. Và bún là tao yêu bún nhiều lắm nhá. Hãy sống tình nghĩa cho đừng sống hài lòng, coi nhau là anh em, hãy thôi đừng tình toán. GLMM.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7. Top thắng tuần nhận thưởng quà to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Chiến ngay tại GLMM.me. Hello, chào anh em nhé. Chào tất cả bạn quay trở lại với tiếp theo mình. Anh em ạ, thì như em biết là hôm nay là ngày sinh nhật của bún. Anh em ạ, đây đi vào đây. Đấy, thì ngày hôm nay là sinh nhật tròn 2 của bún mọi người ạ. Đấy, thì nói tổng người là đúng ra năm ngoái thì mình cũng có tổ chức cho bún. Nhưng mà cái sinh nhật năm nay thì cho gia đình mình nó xảy ra nhiều chuyện. Thì cái chuyện gì thì anh em biết rồi đúng không? Nên là mình cũng không còn cái vị trí để mình có thể tổ chức cho bún cái sinh nhật nó hoành tráng như năm ngoái anh em ạ. Đấy, thì hôm nay mình nghĩ đi nha, đúng là mình không tổ chức, nhưng mà thôi, dù gì cũng là sinh nhật của con mình, không to thì được, phải có một chút thì đó là gọi là tổ chức anh em ạ. Đấy, thì hôm nay mình cũng có mua một chút đồ, nhưng mà hôm nay có nghĩa là bữa cơm vẫn chỉ là như bữa cơm hàng ngày thôi anh em ạ, nhưng mà cái là nó ngon hơn mọi hôm. Đấy, thì đây, tới mọi người xem. Đấy thì đấy mình cũng có nhiều lắm, là đi mua thức ăn về nấu cơm. Nói chung là thường ngày là ăn rau, nhưng mà hôm nay là được bổ sung là nhiều món nữa, là ngon hơn một tí nhá. Và cũng có mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ thôi để tổ chức, để cho nó cũng có một cái ngày sinh nhật nó ý nghĩa anh em ạ. Đấy, còn cái vấn đề gọi thì thôi đấy, thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ mình sẽ đang trong quá trình chuẩn bị, rồi tính là trong bữa tổ chức sinh nhật muốn có như nào, hay là to hay nhỏ như nào, mọi người muốn biết thì mọi người theo dõi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi tắm để chuẩn bị đã anh em nhé. Ok, đây anh em ơi, thì nói chung là bữa cơm nói chung là cũng nấu xong hết rồi. Đấy, thì vấn đề của Toại thì mình biết là khi nhà mình đang bàn tổ chức để tổ chức sinh nhật cho bún, thì không có Toại thì tất nhiên là gia đình mình ai cũng buồn rồi. Nhưng mà mọi người hiểu, tất cả những gì mình làm cũng chỉ tốt cho tất cả thôi, tất cả từ Toại cũng như với cả gia đình. Mình không muốn là cái buổi sinh nhật của bún đang vui vẻ mà cuối cùng là khi chẳng may bất chợt Toại có như nào thì thực ra là nó mất vui anh em. Đấy, anh em phải hiểu ý của mình. Đấy, nên là thôi, bây giờ gia đình mình sẽ dùng bữa ra rồi thì mình sẽ vào trong để làm gì thì anh em cứ xem cái clip nhé. Đấy, ok, bây giờ mình đặt cho mọi người xem những cái món này. Đấy, nói chung là đây, nhưng mọi người hiểu là thường ngày là chỉ như này thôi. Đấy, nhưng hôm nay là nói chung là nó cũng mới mẻ hơn một tí rồi. Đấy, ok, thôi thì tí nữa mình sẽ vào phim gặp bạn, rồi có nhà mình sẽ ghi cho anh em xem nhé. Ok mọi người. Ok anh em ơi, thì đây em mọi người quay xa. Đấy, đây là bánh sinh nhật của bún mọi người nhé. Đấy, thì nói chung là cái dạng là bỏ qua những chuyện buồn đi mọi người ạ. Thì trước mắt là sinh nhật là phải vui vẻ đúng không? Thế là xin phép mọi người là hôm nay ở đây này. Đấy, thì nói chung là sinh nhật một thằng, nhưng mà thôi thằng này chắc là cũng phải tổ chức luôn cho nó, ba tháng tới nó phải tổ chức anh em nhé. Đâu phải tốn kém anh ạ. Thì thằng này cả sau này ba tháng, nên là hôm nay sinh nhật của bố thì tiện tổ chức luôn cho hai đứa anh em nhé. Đấy, hôm nay là hai đứa là được bộ quần áo giống nhau. Đấy, tí nữa hai đứa cùng thổi cho nó om. Đấy, nào. Anh Quyết sẽ là bên âm thanh ánh sáng nha. Đấy, khi nào anh em châm một phát thì anh vâng thích xuống tất cả các anh em xuống đó rồi. Ok, nào bây giờ là chương trình tổ chức bắt đầu nữa nhá. Châm đến phát là hai thằng nhắm mắt lại ước thành bố đâu đủ ngu ạ, đủ ngu ạ. Châm đến là tắt điện luôn đó. Nào, châm đến phát là tắt điện luôn nhá. Nào, chuẩn bị hát nào, hát nào. Rồi, ôi cái này sáng tổ chức nhận, mình đeo lên cái gì chẳng. Rồi, ngồi xuống rồi.
thôi rồi, không cần phải nói đâu. Coi như là phải thôi, phải thôi, phải. Anh em hai cái đứng nhỏ. Vâng cả. Rồi, ok. Và trong kia để tổ chức hậu sinh nhật của Hún cùng với quả trong kia mọi người nhé. Để trước bè tất cả gia đình mình đoàn tụ vui vẻ đây mà nghĩ được quả trong kia đấy cũng khó thân đó. Nên là bè mình sẽ cắt bánh mang đấy mọi người nhé. Thôi, tao bảo này, không phải ra đâu. Thì giờ này vừa nãy tao cũng tổ chức sinh nhật cho Bún ở ngoài kia xong hết rồi. Tất cả bữa tiệc cũng xong hết rồi. Đấy nên tao cũng cắt bánh tao mang vào đây cho mày. Thôi bỏ bỏ này đi, không ăn này nữa, bỏ. Thôi bảo sinh nhật Bún cháu tao rồi, ra chúc mừng sinh nhật rồi. Để xích tao lên nhà mình mãi không cho ra gặp thằng cháu tao rồi. Thôi, nói chung là mày cũng phải hiểu cho tao tí, được không? Là tao mang bánh sinh nhật đây thì thôi, ăn tạm đi. Tí tao lấy cơm mang cơm vào cho. Thôi, chỉ rất xong cho nó rồi. Ừ, xong rồi. Tao cũng cảm Bún á. Có quà cho Bún á? Ừ. Mày ở đây có quà gì? Có. Còn cái xích này thì đi mua quà để đi. Không. Từ ngồi đây đọc tao tí đã. Không gì hả? Hả? Không gì hả? Không là tao quà cho Bún. Quà gì? Nau tay đã rồi lấy quà. Không là đây trong một tay rồi. Bác cháu nhau thì nó là cháu à. Không có quà nó mà. Quà gì ấy? Đây. Quà gì? Đây. Có chút tình cảm thì mày gửi cho Bún bảo là bác Toại bác ấy tặng cháu một ít. Thì bác không đến dự sinh nhật được cháu thì bảo cháu chúc cháu sinh nhật vui vẻ, chúc cháu hen trong lớn ngày càng thông minh tài giỏi nhá. Mày gửi cho cháu tao hộ tao Bún nhá, gửi Bún tao nhá. Và thôi tao xin lỗi nhá. Thôi rồi, thế này tí nữa về tao đưa Bún xong. Thế Toại thì cũng lâu rồi tao mày cũng chưa ngồi uống bia với nhau đâu. Thì hôm nay tao cũng cầm hai lon bia vào đây ngồi. Đấy, thì đúng ra là tao cũng định cho Ngọc vào đây. Nhưng mà thôi tao nghĩ đi nghĩ lại.
hiện tại tao cũng thôi được, tính cái lý do mà tao không cho Ngọc vào đây thì tao không tiện nói, thì mày cũng hiểu tao tí nhá. Đấy, lâu anh em không uống bia với nhau đúng không? Uống bia. Đấy thì tí tao ăn, mang cơm vào cho nhé. Thế nhờ, thế bảo bún là bảo bún là cố gắng trong học giỏi, đừng để phụ lòng bố mẹ cả bác nhá. Bảo bún là tao yêu bún nhiều lắm nhá. Chở che cho nhau cùng đi qua khó khăn, anh em gần nhất là hai chữ chân tình, coi nhau là anh em đừng lúc vơi lúc đầy vì vui nghe. Rồi bà muốn làm thơm à, đừng bà đợi tao hôm nào tao về tao mua đồ cho nhau bún bà hết nhá. Tao chỉ cần mày hứa tao bảo mai cho tao gặp con tao gặp bún. Vì thật sự tao ngồi tao thật sự tao nhớ con tao và cháu tao lắm rồi. Bao nhiêu lâu nay không gặp, mấy tháng này tao không gặp với tao, thật sự tao không thể nào chịu được. Nhá. Nhá. Rồi uống đi hết nhá. Nhá. Bây giờ tao hỏi mày một câu nhé. Từ hôm qua giờ tao đối xử mày như thế này có tức không? Từ hôm qua giờ tao đối xử mày như thế mày có giận tao không? Giận cái gì mày điên à? Tao mày anh em mày không bao giờ bỏ nhau được nhá. Đấy. Nghe không nghĩ gì đâu. Nhớ sao cầm nó một miếng là ít đấy. Thôi nói chung là mày cũng muộn rồi. Vì tao biết là đến giờ này mày chưa ăn cơm thì mày đói. Nhưng mà tại ở vừa đấy ngoài kia tao phải tổ chức sinh nhật cho bún các thứ. Thì bây giờ mới xong thì bây giờ mới vào đây với mày được. Thì cơm thì tí nữa tao mang lại mang vào cho. Đấy thì thời gian này mày cố gắng chịu khó. Tao không biết tao không biết tao nói mày có hiểu gì không. Nhưng tao sao không phải nghĩ đâu. Tao không có tư mặt. Nói chung bây giờ tao ở đây cũng vui lắm, không phải nghĩ với tao đâu. Là cứ sao ở nó tốt cho gia đình là ok được. Nhá, hết nhá. Nói chung bây giờ với tao, tao chỉ mong mày bình thường lại như trước thôi đấy. Chứ thật sự nhìn mày thấy tao... Thôi đi. Hết nhá. Thôi, chắc tao phải về đây. Mày ngồi chờ tao tí, tao về lấy cơm mang cho nhá. Giờ về à? Ừ. Nhá, mai tao cho bom vào đi gặp mày. Nhá. Ờ thế nhớ cầm bầm bảo cầm quà của tao về tặng bún, bảo là bác toại tặng cho bún nhá. Yeah. Cháu hay ăn chồng lớn cháu ngày càng học giỏi nghe lời bố mẹ nhá. Lấy đâu 7.000 đây? Ừ, tao đi làm tiết kiệm mà được mà. Không biết là không phải ngại đâu, vì số tiền này rất là lớn, không phải ngại đâu, bảo bún đấy. Cái tình cảm tao là chính thôi chứ không phải so sánh với số tiền đâu. Không phải tính toán số tiền này gì cả, vì đây là công sức của tao làm ra nó rất là lớn, hiểu chưa? Đừng ngại về vấn đề gì cả. Tôi bảo bún thế nhá. Về. Ấy nhỉ. Nhưng mà nhớ đưa bom và cả bún vào gặp tao chơi tí nhá. Rồi, cứ ở đi.